Thưa quý vị, tối 5 tháng 3 vừa qua, mạng xã hội Facebook gặp sự cố trên toàn cầu, khiến tài khoản của nhiều người dùng đăng xuất và không thể đăng nhập lại. Sự cố này đã làm nhiều người vô cùng hoang mang vì nghĩ rằng tài khoản của mình bị bốc hơi, nên nhanh chóng tìm đến các dịch vụ lấy lại tài khoản Facebook. Tuy nhiên, chuyên gia an ninh mạng cảnh báo người dùng Facebook và các mạng xã hội khác cần cảnh giác trước các đề nghị hỗ trợ lấy lại tài khoản hay hỗ trợ đăng nhập khi có sự cố xảy ra. Sự cố đã diễn ra trong khoảng thời gian từ hơn 22 giờ đến 24 giờ ngày 5 tháng 3. Theo đó, tài khoản của người dùng các ứng dụng Facebook, Instagram, Messenger đều bỗng dưng bị đăng xuất và không thể đăng nhập lại. Đến 23 giờ 30 phút, nhiều người dùng đã có thể đăng nhập lại. Sự cố khiến hàng trăm triệu người dùng các ứng dụng này trên toàn cầu đã bị ảnh hưởng. Rất nhiều người hoang mang lo mất tài khoản bởi đăng nhập nhiều lần không được. Thậm chí nhiều người còn lo sợ tài khoản của mình có thể bị người khác cướp mất trước tình trạng này các chuyên gia an ninh mạng đã lên tiếng cảnh báo nguy cơ lừa đảo liên quan sự cố xảy ra với các nền tảng của meta theo ông vũ ngọc sơn giám đốc công nghệ công ty an ninh mạng ncs tuy facebook đã được khôi phục nhưng người dùng cần hết sức cảnh giác với các dịch vụ ăn theo mà mục tiêu không gì khác ngoài lừa đảo tấn công người dùng thông thường tin tặc sẽ rất nhạy cảm với các sự kiện như thế này sẽ có nhiều hình thức ăn theo như hướng dẫn đăng nhập facebook khi gặp lỗi cách khôi phục mật khẩu nhanh nhất được đưa ra nếu không cảnh giác, người dùng có thể làm theo hướng dẫn và truy cập vào các website lừa đảo, từ đó mất thông tin tài khoản, mật khẩu. Ông Sơn cũng khuyến cáo, nếu tự nhiên không đăng nhập được tài khoản Facebook, người dùng cần chậm lại một chút, không vội vàng tìm cách đăng nhập trở lại hay khôi phục mật khẩu ngay, mà có thể hỏi thêm bạn bè mình có gặp hiện tượng tương tự không. Nếu nhiều người gặp thì chúng ta nên đợi để nhà cung cấp dịch vụ đưa ra thông báo và giải quyết sự cố. Ông Trần Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục An toàn Giao thông cho rằng, ở góc độ bảo mật thông tin sự cố cũng mang lại giá trị cho người dùng đó là nhiều người sẽ có ý thức hơn trong việc bảo vệ tài khoản của mình chẳng hạn như đổi sang mật khẩu mạnh gồm cả chữ hoa chữ thường số và ký tự đặc biệt cũng như tạo xác thực hai lớp trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia cũng khuyến cáo người dùng phải luôn giữ cảnh giác và tuân thủ các biện pháp bảo mật cơ bản như bật xác thực hai yếu tố không chia sẻ thông tin cá nhân và mật khẩu với bất kỳ ai không bấm vào các liên kết không rõ nguồn gốc hoặc tin nhắn đáng ngờ và cập nhật phần mềm bảo mật định kỳ để tránh các lỗ hỏng bảo mật thưa quý vị việc các nền tảng mạng xã hội gặp sự cố giống như facebook không phải là chuyện lạ tuy nhiên nhiều người vì quá lo lắng nên đã tìm đến các dịch vụ lấy lại mật khẩu tài khoản từ đó bị chiếm quyền sử dụng hoặc bị mất tiền oan cho các đối tượng xấu do vậy để tránh bị lợi dụng người dùng mạng xã hội khi gặp sự cố cần bình tĩnh xử lý tìm hiểu thông tin từ nhiều người nguồn thông tin chính thống